đến nơi rồi, hãy cùng mình tìm hiểu cách làm lạp xưởng bên Trung Quốc. Ta rửa sạch thịt heo và để ráo nước. Tiếp theo ta cắt phần thịt nạc, phần mỡ thành từng miếng nhỏ rồi trộn đều. Ta bỏ gói gia vị lạp xưởng tê cay vào trộn đều và ướp 45 phút. Dùng rượu để rửa sạch ruột, sau đó rửa sạch lại với nước nhiều lần. Cho thịt đã ướp gia vị vào dụng cụ nhồi, đẩy nhân thịt vào ruột cho đến khi nhân đầy chặt rồi thắt nút lại. Khi nhồi xong, ta dùng tăm đâm vài lỗ trên bề mặt để khí thoát ra, rồi ta ngâm nước nóng 1 phút. Cuối cùng, ta đem lạp xưởng ra nắng phơi khoảng 3-4 ngày. Chú ý phơi dưới nắng gắt nhé! Gạo nếp ngâm nước 4 tiếng rồi đem đi hấp chín. Sau khi chín thêm đường, mỡ heo rồi ta trộn đều. Quét lớp dầu lên chén, ta xếp nho khô, kỷ tử, đậu phộng, hạt sen, táo đỏ. Rồi ta cho nếp chín vào, ở giữa ta bỏ thêm nước nguyên liệu. Cuối cùng thêm nếp và đem đi hấp 40 phút. Sau khi chín ta nhanh tay úp một ra đĩa, đổ thêm nước đường vào rồi ta thưởng thức.